Ok. Hello xin tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ gọi là tham gia cuộc thi Battle Forest. Ok, hôm nay mình mong sao là các bạn mình không gặp hack các bạn ơi. Ok. Ôi đừng gặp hack, đừng gặp hack. Ok, tham gia. 1 2 3 không gặp hack, không gặp hack, không gặp hack, không gặp hack. Vô. Ôi. Gặp hack không? Trời ơi sao thấy nghi 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 vậy các bạn? Những ai mà có ở trong đây không? Đấy, đừng hack nha. Chơi gọi là bình đẳng vui vẻ nha. Ok. Let's go. Đi thôi. Đây rồi, một mạng. Ok. Hợp lý. 9 pin, 9 pin, lấy máu coi. Ai chà, phải thuộc ở đâu anh em ơi, phải tấn thuộc mình ở đâu. Mình sẽ lượm khoảng này đi. Bom đi. Câu rỉa, câu rỉa, câu rỉa. Tấm 1. Tấm 1. Ây, nó còn đi luôn. Sao? 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 Dĩ đi, dĩ, dĩ. Trời ơi, tấm 1. Chí binh rồi, chí binh rồi em ơi. Là để đi lượm. Đó, đi lượm lượm. Đó đi lượm thôi, là binh thôi. Đây rồi. Các bạn. Các bạn chạy đâu? Đây nè. Biết ngay mà, mình biết mà. Có súng vàng không? Đây rồi, cơ hội. Hay quá. Qua chỗ này không? Qua này không? Biết ngay mà. Ây da. Núp nè. Núp nè, núp nè, là tôi không biết á. Tôi chạy lơ thôi, tôi chạy lơ thôi. Ơi. Ơi. Ủa? Gì vậy? Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm quá. Máu, máu, máu. Hay quá. Hết đạn, chạy. Có đạn em lượm hơn kia luôn mọi người, có đạn em lượm thêm thằng nữa mà hết đạn rồi. Ồ, kia đang lượm súng mà, có đạn không? Ôi ôi, nấp 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 nấp. Ờ có đạn rồi anh em ơi, có đạn rồi. Nấp 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 nấp. Lượm của ai? Lượm của ai? Trời ơi, lượm hết mình rồi. Hay quá. Về nấp tiếp, nấp tiếp. Ôi! Sao biết mình hay vậy? Cứu, cứu, cứu. Bắn. Gì vậy? Em bảo kê rồi đấy. Em bảo kê, có một bảo kê hả? À, có bảo kê. Này cá vàng nè. Ui. Có bờ kê, có bờ kê hả? Ô cảm ơn. Ê, đang thi đấu người bờ kê thì ngon quá rồi. Để ăn, để ăn, để ăn, để ăn, để ăn thiêu đốt. Nướng gà, nướng gà, nướng gà, nướng gà nè, nướng gà, nướng gà, nướng gà. Ơi. Để nướng gà, để nướng gà. Ê, thì như là thiếu người bờ kê anh em. Sao ta? Chơi thì ngại lắm. Chơi thì ngại lắm em ơi, ngại lắm nhưng mà vì tập 1, tại vì hát nhiều quá nên chúng ta phải cần bờ kê. À đây. Căng vậy, căng thẳng vậy. Thôi cái máu không xung nữa. Cái máu không xung nữa, mình kiếm được mấy kill được rồi, kiếm mấy kill kiếm điểm được rồi. Không xung nữa, không xung nữa. Kiếm được mấy kill kiếm điểm rồi, quan trọng mà bây giờ là mình cố kiếm điểm để mình top 1. À, bạn thi đấu chứ không mình phải là top 1 trong này rồi mọi người ơi. Quan trọng kiếm kill thôi. Bây giờ mình xung ra là mình xử. Ui, bây giờ mình xung ra là mình bị xử luôn á. Ui, có ai trong này đây? À. Ôi tới một kìa. Ui, tới một mình biết không quen không nữa. Tôi sợ quá. Thôi mình có ai giúp được mình điểm nào thì được thì giúp thôi, tại vì mình không biết được các bạn mình có hay không được mọi người, cho nên là mình kiếm được điểm nào thì mình kiếm thôi.
gọi là mình đang chống chọi, gọi là mình một chỗ hát các mọi người, gọi là một mình chỗ hát, cho nên là mình các bạn mình cũng nguy hiểm lắm, mình không biết sao. Mong sao các bạn mình đừng có hát. Ok. Thì mình có giờ mình có cái điểm này thì mình tận dụng thôi. Đấy, có ai bảo kê giúp mình thì ok cảm ơn thôi. Vì biết sao giờ hát quá mà bắt buộc mình phải chơi kiểu này thôi. Mình không chơi kiểu này sao chơi lại người ta được, đúng không các bạn? Đúng đúng. Nhưng mà mình thấy cũng hơi gọi là hơi có lỗi. Ok. Vì tấm 1. Ừ, à đây. Phải quen không? Đoán ghê à. Thấy bảo vệ chưa? Ây da, sao thấy mình hay vậy? Hay vậy ta? Ôi tấm 1 kìa. Ừ tấm 1 nó còn tha mình luôn mọi người ơi. Ok, kiếm điểm thôi. Hay quá, hai mạng. Mà sao cảm giác nó giật người ta? Mọi người có cảm giác thấy giật không ta? Kỳ vậy? Game đông quá hả? Đông quá sao các bạn ơi? Wow, có bình. Có mấy người bảo kê mình đỡ khổ. Kiếm điểm thôi. Sau đây các bạn bị mình bắn nha, tại vì mình kiếm điểm, tại vì mình sợ hát cặp hát quá cho nên là có buộc mình phải gọi là chủ ở đây, nhưng mong các bạn thông cảm, các bạn đừng có nói mình nha, thông cảm cho mình nha. Không tới. Bây giờ ném mình kìa. Rồi, mày xong rồi. Bắn nó, đúng rồi, bắn nó. Tụi nó có FF mà các bạn, tụi nó có FF mà, tụi nó có người FF mà. FF rồi, đâu quá, nó bắn đâu mình rồi, nó tạm tạm pin lận. Ây da, tụi nó có FF mà, tụi nó cũng FF hả? Bên mình có FF mà, nó có FF luôn. Đây nè, easy game. Ok, tụi nó có FF, mình có FF luôn. Nói chung là hai bên để FF cả mọi người à, cũng bằng nha. Đội mình là 1-2-3, đội bên kia là 4-5-6. Chạy. Đây rồi, hai tay xuống bắn tỉa đi săn nè, xong rồi nè. Ô tấm 1 mình thua rồi, tấm 1 mình thua rồi. Ôi bây giờ còn tấm 1 của bạn này thôi, bằng phương là đầu bụi cái bụi. Chúng ta bên FF mình FF luôn các bạn, bên FF mình FF luôn. Hai chọi ba. Ấy da, nè. Lâm. Đây nè. Hay quá. 2-3 nhưng mà cảm giác game nó hơi lag rồi em ơi. Ây da. Rồi bình tĩnh, game hơi lag ta, kỳ ta. Oh my god. Để kiểm tra tí coi. Đỡ lag rồi, mình đã chỉnh lại, đỡ lag rồi. Để lag quá, bắn không được mực cho lắm. Nhưng vật ảo nha, vật ảo nha, bị vật ảo nha. Có ai đây? Bùm nè, bùm. Cá với chúng tôi. Full bin. Nè, bin là mê. Ok, phép lại luôn, mình cho phép lại luôn. Nó làm gì á? Cái xin mạng nha. Tha hả? Tha, không tha. Sorry em, anh rất xin lỗi em. Nếu em xem video này, anh xin lỗi em. Vì anh đang tập 1, anh rất xin lỗi em. Sorry em. Đây rồi, lượm thính. Có nhóm bạn không? Quên nhấn bàn thôi. Đây chứ đâu, thấy rồi nha, định lượm gì á. Thấy rồi nha, chạy đâu. À đây có người, còn 4 viên đạn hả? Ôi bên này là binh nhiều quá, 4 viên đạn. Kìa, này đúng không kìa, ơi, ai đây? Người quen hả? Chào cậu. Bạn hả? Chơi dễ kỳ quá không ta? Đây rồi. Hết đạn nha, hết cho bạn á nha, hết đạn đó nha. Bạn bắn mình mấy cái nữa chứ. Ảo thiệt, đâu thế. Rồi bạn này. Ok, bạn khai hỏa trước đúng không? Hay quá, bắn hay quá. Thấy gì hay quá. Hay. Rồi xong bạn rồi. Một viên. Xong bạn luôn. Ai ăn? À, giúp kia ăn hả?
Thanh sinh nữa. Bajoka. Bajoka, ấy da hụt. Có lượng người xuống mát rồi. Xuống này bắn hơi kỳ, hơi lỗ á. Ấy da. Ấy da, 400 máu, ấy da. Đừng có chào anh nữa, anh không biết đứa đâu, đứa chào anh không biết đâu. Đau quá, máu máu. Máu 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 máu. Chờ anh máu, chờ anh máu, hết máu, hết máu. Hay coi anh á hả? Hay coi anh á, giờ bắn người bắn hai cái rồi sao đây? Rồi, anh không bắn nha, người ta bắn nha, anh không bắn nha, anh không phải anh, không lộn, không phải anh, sorry em, không phải anh. Không phải anh. Thôi, anh lượm cá xong mùi đầm đây. Anh lượm cá xong mùi đầm đây, anh xong mùi đầm đây. Anh đi xong mùi đầm mọi người ơi. Ở trong này nhiều khi người ta không kịp thấy mình, người ta sẽ không kịp chào để mình sửa được. Hai đứa này. Đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, đây nè. Ôi, còn hàng máu à. Có hai người máu rồi sao ta? Có các bạn không ta? Có các bạn là ngon. Đúng rồi, bơi lượm nè. Đúng rồi. Lượm đi, đúng rồi. Đây nhiều lắm, đây nhiều lắm. Đây, 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 đây. Ai, 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 ai. Lượm. Xin hết máu. Máu này. Lụm. Ây da, đau quá. Chạy đi. Ném. Mau. 32 kill rồi. Kiếm về. Ây, kiếm về của tôi mà. Rồi, mày phải trả giá. Trả giá. Trời ơi, cái bạn của tôi ở trong này á. À, gà quay à, vịt quay hay con gà hay con gì á. Mình có 700 mấy máu à. Sao chơi ta? Gà quay hả? Gà quay là ai đây? Sorry nha, mình không biết bạn, mình sửa bạn. Còn 900 mấy máu à anh em ơi. Kiểu đây. Mày quá có máu nè. 79 cường, có quen không vậy? Không quen. Nó bắn mình rồi, không quen rồi. Nó bắn mình rồi mọi người, cẩn thận. Bây giờ chỉ còn hai đứa, hai chọi tất cả mọi người, hai chọi tất cả tại vì ấy. Rồi xong. Như vậy là mình bị bạn 79 cường xử lý rồi. Bạn ấy phải phe mình. Nói chung là bên hai bên phe mọi người nhá, hai bên để phe chứ phải một bên mọi người nha. Hiện tại mình thứ hạng là hạng 1 mọi người à. Đấy. À, nói chung thì hai bên phe chứ phải một mình phe người ta nha mọi người nha. Đấy. Thì với lại là thứ nhất, cái thứ hai nữa là nếu các bạn vào game chơi mà các bạn gặp các bạn quen ai thì các bạn hãy nên nhờ người ta giúp để các bạn giành được điểm để mà giành thứ hạng cao nhất ở trong bảng xếp hạng cho các bạn nhé, các bạn thi Battle Forest cho mọi người. Ok thì chắc có lẽ thì mình làm video đó mọi người ơi, lượt kill 35 kill rồi, để mình ra mình còn như vé nhé. Ok bây giờ mình ra mình coi thử còn như vé các bạn nhé. Ok thì hiện tại này mình đang gọi là xếp thứ gọi là nhất. Đấy, thì mình mới chơi một hai ván đầu thôi để gọi là các thử có như thế nào thôi. Thì tí nữa mình sẽ cày để xem thử là ngày mai mình có giữ được hạng một không các bạn nhé. Đấy, để các bạn xem nè. Hiện tại mình còn 53 vé lận các bạn à. 53 vé thì tha hồ mình chơi các bạn thôi, tha hồ mình chơi. Thì cuộc thi này có 2 ngày. Thì ngày hôm nay và ngày mai thì có thử mình trụ được không? Với lại là 53 vé này, ok thì mình sẽ cố gắng giữ hạng 1 đó, để sẽ không làm cho các bạn thất vọng. Nếu các bạn nhớ nha, nếu mà các bạn gặp được ai quen biết thì các bạn hãy nhờ người ta giúp. Ok, thì chắc phải giới thiệu cho mọi người. Thì mọi người xem đây thì ai chưa like trên đây cái kênh hãy giúp cho mình xin một like, mình đăng ký kênh để mình càng ngày càng phát triển và làm thêm nhiều video bắn súng Battle Forest nữa cho các bạn nha. Ok, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye các bạn, bye bye mọi người, bye bye tất cả các bạn thân yêu của tôi. Bye bye.